Ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi, được một cây rồi à? Ôi giời, nào, để đây thôi à? Để nhà luôn á? Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, anh chị, là một năm cũ là đã qua rồi, chuẩn bị bước vào một năm mới rồi. Thì cho cháu Lực xin được gửi một lời chúc tới tất cả cô bác, anh chị và khán giả đang theo dõi ở trên kênh bản em. Chúc tất cả cô bác, anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong năm mới cô bác nhá. Một năm mới an khang thịnh vượng sẽ đến với tất cả cô bác, anh chị cũng như là cháu Lực cô bác. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu. Thức phim hôm nay thì cháu Lực sẽ không có đi vào ngôi nhà mới nữa cô bác. Cháu Lực sẽ đột nhập đi vào nhà của em Sử. Hãy xem là khi mà cháu Lực không có lên, không có ở trên nhà mới thì các em sẽ ở nhà là làm những công việc gì cô bác nhá. Còn bây giờ thì xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Phần sân mọi cái thì cũng đã làm mà xong hết rồi cô bác. Đấy, ở đây thì công việc này thì là mấy anh em là tự làm thôi cô bác, không có thuê thêm người để mà làm cả. Đấy, như trước khi mà cháu Lực đi vào làm ấy, thì cháu Lực cũng đã nói với tất cả cô bác anh chị và khán giả trên kênh cùng biết rồi. Cái phần mua xi để làm cái phần sân này thì được một số bác là gửi tiền cho Lực để làm cái kinh phí thuê người về sơn. Đấy, ở trong đó thì dư ra thì cho Lực đã xin với các bác là để mua sơn, để mua xi để cho Lực làm phần sân này. Tại vì nếu mà bây giờ mình thuê người ta làm với cô bác thì mình đã phải bỏ ra thêm là 1 tấn xi này, cộng thêm lại 5 triệu cái tiền công mà làm thì rơi vào tầm đổ 7 triệu cái phần sân này rồi. Đấy, ở đây thì còn phải đào nữa cô bác nhá, chứ không phải là nguyên đổ đâu, còn phải đào đất nữa thì người ta lấy cái tiền công mà lên đến tận là 5 triệu đồng. Đấy, cộng với tiền vật liệu nó là 2 triệu. Đấy, còn cả tần tiền mà gọi là ăn uống nó rơi vào tầm độ tầm 500 nghìn nữa thì rơi vào tầm 7 triệu rưỡi. Đấy, sau một thời gian thì cháu Lực cũng đã tính toán lại và sức khỏe thì mấy anh em tự có, cho nên là tận dụng lại sức của anh em là để làm luôn. Và thưa cô bác là sẽ không có được làm đẹp như anh em thợ làm cả. Đấy, nhưng mà cũng đỡ được một khoản chi phí nào đấy cô bác. Đấy, mọi lần thì cháu Lực đi xuống đường này nhưng mà hôm nay thì cháu Lực sẽ không xuống nữa, tại vì là cái đường kia thì đang bị đường tắc cô bác ạ. Ôi bày à, bày ở đây à? Ô, này không biết là có cầm mà theo kẹo được không. Đấy, ở trên ôi ôi không có kẹo rồi bày ơi. Nào ra đây chú Bảo, bày bông ra này, ra đây tu nữa, ra này tu ơi, tu ơi, ra đây. Ôi rồi
Không có mặc áo rét à? Áo ấm hôm nọ chú mua cho đâu rồi? Ở nhà à? Nào, đứng dậy ra đây chú bảo. Nào, anh khoanh tay chào con bà đi. Con chào các con áo cơm bà. Rồi, hôm nọ chú mua con áo cho thì có đẹp không? Có. Có biết là ai mua cho không? Có. Cô bé nhá, là bà bé nhá. Ừ. Bà bé ở bên nước ngoài kia kìa. Là mua quần áo cho mấy anh em nhá. Ừ. Còn Tú đâu ra này? Ra đây. Mấy đang ăn quả hồng, quả lê này cô bác, quả lê này thì rất là chắc. Ra đây. Ra đây. Nào. Dép đâu, ủng đâu, hôm nọ chú mua cho đi đâu hết rồi? Nha. Trả lời đi. Anh. Để nhà. Thế đi một tí đội cho em nhá. Rồi. Ôi rồi, đây xì muối cho em đi. Đây, xì muối cho em. Đấy ra kia xì muối cho em. Đấy, bông này này. Cho chú xin một quả. Ôi, quả đã ăn rồi, quả mới không? Xin quả đây này. Xin một quả, cho chú xin một quả. Đây, cho chú xin một quả, giả lại quả này. Cho chú xin một quả. Cho chú xin một quả. Cho chú xin quả này này. Đấy, cho luôn cô bác này. Đấy. Đấy, ra kia xì muối nó đi. Ra kia xì muối nó đi. Nào, xì muối cho em ạ. Xì muối cho em. Nào, bày ra đây. Nào, bày khoanh tay chào con ông bà đi. Con chào con bà. Rồi, sao lại ăn cái quả này? Quả này thật sự cô bác này, quả lê rất là chát quả này. Đấy. Xì muối chưa? À, ra đây, Tú ra đây. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Đấy. Phải biết chào các ông bà thì lần sau các ông bà mới mua quần áo mới cho. Này. Này, chú giả lại cái này này. Rồi, khoanh tay chào các ông bà đi. Chào ông bà. Rồi, nào. Khoanh tay. Con chào các ông các bà. Ông chào. Ông chào ông bà. Ăn hết đã, ăn hết đã, ăn hết đã, hết chưa? Hết chưa nào? Bạn chắc đúng không ạ? Chắc thì giờ đó. Này, chào lại. Này, quay đây, quay đây. Con chào các ông, bà. Ông chào ông bà. Rồi. Chưa biết nói chuyện với các bác. Ồ, bye bye nhá. Chú đi xuống cái nhà anh xử đi nhá. Bye bye. Nào, bye bye, bảy. Bye bye. Tú. Bye bye. Tú, bye bye. Rồi. Anh đứa trẻ trên đầu vùng cao thì phải nói là rất là đáng yêu cô bác ạ. Đấy. Này mấy bốn anh em thì chỉ có ra bên này ngồi để sưởi ấm thôi cô bác. Sử của bác này, tranh thủ là trời đang nắng là đi lấy củi về rất là nhiều. Ôi giời. Không biết là có ở nhà không ấy cô bác ạ. Nhà tới thôi rồi, chắc là không qua nhà rồi. Chú Lực nghĩ rằng là đi đi chăn trâu hay là đi lấy củi gì đấy cô bác. Tại vì nó được nhìn thấy là đây có rất là nhiều bó củi này. Rồi. Trâu thì không ở này. Để đi có thể là đi chăn trâu nữa thôi. Sứ ơi. Sứ ơi. À, nghe thấy tiếng lấy củi ở bên kia đúng không bác? Bây giờ thì đi ra bên kia xem là có phải là Sử đang lấy củi không? Hay là nhà chú lấy củi? Đấy, thời tiết mấy hôm nay thì có ánh nắng lên, thành ra là rất là ấm áp của bác, nó không có lạnh qua là mấy. Nhưng mà cháu Lực cũng xem mà dự báo thời tiết là độ tầm hơn một tuần nữa thì nó sẽ rất là lạnh. Trâu thì không thấy là thả ở đây, không biết là đi tận đâu đi chăn trâu rồi. Sứ ơi, Hải ơi, đâu ơi, ở đây là đâu? À, ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi, được một cây rồi à? Ôi rồi, nào, để đây thôi à? Để nhà luôn á? Ôi rồi, anh Sử đây giao cho anh xem nào, anh Sử vẫn đang lấy ở kia à? Thế là hai anh em là cùng lấy à? À. Đây cô bà, các bác này, em Hải ấy, trong thời gian mà ở nhà đấy, hôm nay thì không có đi học, ở nhà để phụ ông là phụ anh Sử này lấy củi đi để mà dựng chứ là đến
À, mùa đông không bác? Em Hải thì ở nhà là rất là chăm chỉ cô bác ạ. Vừa đi học giỏi này, sáng ở nhà thì vừa ở nhà thì cũng rất là chăm chỉ nghe lời của ông, nghe lời của anh Sử nữa. Anh Sử thì đang lấy củi ở bên kia. Chắc là hai anh em là vẫn chưa lấy củi để gọi là xong đâu. Ở đâu ơi? Đâu ơi? Đâu ơi? À kia rồi. Đang nhìn thấy là lấy củi kia rồi. Tưởng là đi chăn trâu nhưng mà không có phải đi chăn trâu các bác ạ. Kia lấy củi. Ủa chỗ này thì có vẻ như là đi rất là khó đấy. Ui. Cây to đấy nhờ. Ủa thế này là chuối rừng này các bác này. Chuối rừng này thì chưa có quả. Nhìn thấy là chưa có quả. Kéo được không đây? Không được là mắc rồi nhỉ? Mắc cây nào ấy? Mắc cây ở dưới kia rồi. Từ đó nha. Hãy để anh kéo cùng nào. Này còn kéo khó nữa chứ nhỉ? Nào. 2, 3. 2, 3. Ui, đi tận đâu ấy? Từ nha, bây giờ mình đẩy đây, mình kéo nha, kéo thu lùi. Đi bên kia nó kéo nha. Sắp rơi rồi. Ui, cái này dài cực kỳ luôn các bác, chắc ít nhất phải tầm độ 50 mét mà. Phi xuống đây luôn. Ôi ơi. Rơi rồi. Dao để hết kia rồi. Nào. 2. Rồi. Ui rồi. Bây giờ kéo em kia luôn nha. Sử đi xuống cái kéo mới được. Ôi mắc kia rồi. Nào. Tư à. Sao đây? Đường trên đây. Thế lùi lại đây. Chưa? Ơi, từ từ đã. Ôi, con sâu ơi. Con sâu. Nhiều lông lá quá. Kéo đi. Không kéo được à? Cây này nhất phải độ tâm được 40-50 mét mà nhờ. Cái này có chặt từng khúc nhỏ ra để mang về không? Vác một phát đi luôn á. Kéo lấy ra này. Cái dao à? Vậy hai anh em với cô bác ở nhà với nhau là đi lấy cỏ với nhau. Ở đây thì đi lấy củi với nhau. Ông thì chắc là đi chân trâu rồi. Em Hải thì vừa vác một cái cây, nó đã rất là dài. Vậy chắc là cũng vừa sức đấy cô bác. Hay bây giờ thì các em đang lấy củi để mà dự trữ là đến mùa đông. Hay còn là sắp tới thì cái khoảng thời gian mùa đông thì cũng còn là khá là dài, cho nên là các em phải lấy củi để mà đi dự trữ. À, em Hải lại vác thêm 2 cây nữa. Ui,
hai anh em phải nói là cực kỳ là rất là chăm chỉ của bác ạ. Đấy, người mẹ của các em thì đã nhẫn tâm vứt bỏ hai em đi từ rất là sớm, còn là người bố của các em thì do là một cái căn bệnh nặng mà đã ra đi mãi mãi rồi. Đấy, ở với ông thôi. Đấy, đi đâu cũng có nhau, hai anh em phải nói là cực kỳ là thương yêu nhau cô bác ạ. Em Sử thì hy sinh cho em Hải rất là nhiều. Em Hải thì bây giờ còn là cấp sách là đến trường. Em Sử thì chỉ học đến lớp 2 thôi. Ôi một con ở đâu Hải? Giao ơi. Hả? Còn một con nữa, đấy anh để kia vào. Rồi, để đây anh với Hải đi tìm dao đó. Rồi đi tìm dao ấy. Sử vác cái đấy về nhà luôn à? Ôi vác một cây thôi, tí anh tí Hải lại vác nữa. Vác được. Hả? Vác được, nhẹ thôi mà. Nhẹ thôi á, nhưng mà nó công cành ấy. Ông đi đâu rồi? Ông cha chăn trâu ạ. Để dưới giường ạ. Ô đằng sau này. Ê, kéo cái áo này đi anh lấy ra cho. Ô. Lên lên đây đó. Đây đằng sau này này. Rồi. Chặt đi thôi à. Đây phải chặt làm đôi nhỉ? Vâng. Đi dao của Hải chặt thôi. Đấy này. Bị hết rồi. Trong thời gian mà em Sử là bác củi đi về nhà không bác? Thì phải nói là một mình vần cái cây này ra thì rất là dài. Không phải chặt đâu. Không phải chặt đâu à? Vâng. Gãy rồi. Thấy rồi à? Lấy dao cho em Hải cầm đi. Ừ. Cái này thì mang, cái này mang về thì chắc là cháy lắm rồi nhờ. Vâng. Thôi đi thôi Hải. Vậy em Sự thì rất là khỏe của bác ạ. Phải nói là bây giờ em mới là người mà gọi là có sức khỏe nhất ở trong nhà rồi.
Ông ấy nhận cháu từ đâu hả? Ở dưới kia à? Ông ấy nhận cháu xa ấy nhở? Tháng tới đúng rồi, đúng rồi. Thế mà cứ ở không sao quá còn đúng hả? À, đi làm một chút đấy, nó đã không còn mặc được những cái trên mình là những cái bộ khoác nữa, rất là nóng. Ông ấy đi chăn trâu từ sớm rồi à? Vâng. Thế em với Hải là đi lấy củi từ mấy giờ? Tầm 7 giờ ạ. 7 giờ đã đi rồi? Vâng. Thế là kia là cũng là em lấy về à? Vâng. Ở đây thì chắc là đi rừng già lấy rồi nhỉ? Vâng. Củi này ấy. Vâng. Hay xe máy chở hay là lấy người vác? Người vác ạ. Người vác thôi? Vâng. Ồ. Thế bây giờ lấy về là để đây như này hay luôn là phải chẻ ra nữa? Củi này. Củi này này? Củi này phải bổ. Củi này phải bổ à? Vâng. Ồ. Thì con dao to rồi để anh chặt cho xong rồi xử bộ. Bộ xong thành của bé mới chặt được. Bộ xong thành cái bé mới chặt được à? À. Ui ôi khỏe chưa rồi. Ui. Cái này có phải chặt bé trước không hay là để cho nó dài đã? Đấy chặt anh được ạ. Chặt được á? Ừ. Thế Hải ơi, lấy dao ra đây Hải ơi. Củi để lấy dự trữ đến mùa đông các bác. Củi này thì là em Hải với em Sử là dùng chỉ là dùng để mà ví dụ như kiểu nhóm bếp ấy các bác. Còn là để mà được lâu thì em Sử lại phải bổ lên cái to to này. Rồi. Lâu ra ta tăng tăng thì mà to. Qua ta mà. Hai anh em là mỗi người làm một công việc của bác. Hôm nay thì em Hải là được nghỉ nữa, thành ra là mới có thời gian để mà phụ giúp được cho hai anh của mình. Em Hải thì đi học là đến tầm thứ bảy là được nghỉ của bác ạ. Hôm nay thì nếu mà hôm nay em Hải mà không đi học ấy thì một mình em Sử là tự đi lấy củi thôi. Đi đâu cũng là tự đi một mình. Khi mà em Hải được nghỉ học về cái là có người bạn, có người anh cùng đi. Có người anh, người em là cùng đi, hai anh em đi với nhau là có chuyện gì còn còn giúp đỡ nhau. Đấy, đi lấy củi này em Hải thì còn nhỏ nhưng mà cũng rất là siêng năng các bác ạ. Hôm qua thì cháu Lực lại nghe được thêm một câu chuyện nữa là em Hải và em Sửu kể với cháu Lực rằng là người mẹ
là lại về hỏi thăm, lại về gọi là lại vào đây chơi của bác ở đây, thì cháu không biết là mẹ của Sử với Hải là đến thời điểm hiện tại là hay về về cái lý do gì cháu được không biết. Ở đây thì cháu được không có quá can thiệp hay là quá can ngăn bảo là ô phải là không được đến hay là như này như nọ, nhưng mà nếu mà đến mà cứ không có làm nhiều, làm cái điều gì mà nó đi quá là xa, không có lúc nào cũng ra đây để mà đe dọa cái sự mà yên tĩnh của ba cháu, thì cái đấy cháu được sẽ không gọi là không quán triệt mấy của bác. Hôm qua thì nghe thì có em Hải và em Sử nói rằng là mẹ của mình lại quay ra đây thêm một vào đây thêm một lần nữa. Cháu được hỏi rằng là bảo là đi đi đâu đấy, tại sao lại đi qua đây, đi qua đâu lại phế các bác, thì mẹ em Hải với bảo là đi đi ăn nhà mới ai ở trên này ấy, thành ra là lại ghé qua. Em Hải thì mặc dù tuổi còn nhỏ của bác nhưng mà phải cầm được cái dìu mà phải nói là bổ được những cành củi rồi. Cả thân đông pho à, cả thân đông à. Nay thì bổ xong thì để xếp vào đâu? Xếp vào đây à? Vâng. Xếp vào đây luôn đúng không? Vâng. Thì anh xếp vào nhá. Đây nhá. Để đây mưa có ướt vào không? Không ạ. Không vào đâu nhỉ? Vừa rồi. Nhưng mà cái củi này làm sao mà cháy được lâu hả Sử? Hả? Cái củi này có cháy được lâu đâu? Cái củi này, có phải bổ cái này thêm vào không? Không ạ. Không à? Vâng. Thế là bây giờ là tranh thủ đang là nắng nóng thì đi lấy à? Vâng. Một ngày lấy được mấy vác củi về để nhà? Ngày được 2 vác thôi ạ. Ngày được 2 vác à? Là 2 cái vác ở kia à? Lấy trên rừng thì được 1 vác thôi ạ. Lấy trên rừng thì được 1 vác, còn lấy ở gần nhà là được 2 vác đúng không? Vâng. Nào, ra đây anh thử bổ thế nào Hải. Đây nào. Đây, Hải đi xếp nhá. Đấy. Cái củi thì nó không phải là cái củi khô, thì ra là bổ thì nó rất là dễ thôi, còn cái này thì cũng bổ khó này. Ôi. Cái đấy không bổ đâu. Không bổ à? Ông bỏ để cho làm cầu thang ấy. Làm cầu thang á? Cầu thang gì? Cầu thang lên trên trên kia đấy. À, dưới kia? Vâng. À. Anh sắp bổ. Anh sắp bổ tan tành đấy.
Vậy ở đây thì mặc dù là được rất là nhiều các bác mạnh thường quân cũng như là bà An Phạm là hàng tháng là đều gửi tiền cho các em để mà các em mua thức ăn để mà sinh hoạt. Nhưng mà cái công việc này, những cái công việc này là công việc mà từ rất là lâu rồi của các em rồi, thì các em sẽ không có bảo gọi là ỉ lại dùng những số tiền của bà An Phạm là đi mua củi hay là đi làm mà những cái việc gì mà nó không có phải là chính đáng mấy. Các em không có lợi dụng những cái đồng tiền đấy cả, mặc dù là các em cũng được bà An Phạm là hàng tháng là đều gửi tiền cho, nhưng mà các em vẫn gọi là vẫn phải đi lấy củi về để mà mình dự trữ. Rừng thì nhà mình có, cho nên là những cành củi khô ấy, thì mình đi chặt về để mình tận dụng lấy để mình đun bếp luôn, cũng như là nấu cơm, nấu cắm lợn mọi cái. Nhìn vào khuôn mặt của anh em thì em Hải thì có vẻ là nhìn vào khuôn mặt của hai anh em Sử thì nhìn trong vào rất là hiền lành. Nhìn vào cái khuôn mặt của em Hải thì rất là thông minh và cũng rất là ngoan ngoãn. Hai anh em thì ai cũng đều là toát lên trên mình một cái vẻ mà rất là chăm chỉ và rất là hiền lành. Ở đây thì em Sử nói với cháu Lực rằng là nếu mà đi vào rừng già lấy ô bác này chỉ có lấy được một cái vác này thôi. Vác này thì không biết là rơi vào tầm bao nhiêu cân này. Vác này thì ít nhất rơi vào tầm 40-50 cân của bác ạ. Ở đây những cành củi như này thì phải nói là đi rất là xa, tiết lên trên rừng già kia thì mới lấy được. Cái củi này cũng đi lấy à? Vâng. Củi này thì đun cháy rất là bén. Thế một tí nữa thì ăn cơm xong thì mới lại đi lấy à? Vâng. Thế là mấy hôm nay là ở nhà là hai anh em là Nguyên đi lấy củi à? Vâng. Hải thì ngày mai không đi học đấy nhỉ? Em Hải thì có vẻ là không có được mạnh mẽ lắm. Thế là tranh thủ là trời cứ đang nắng là mình cứ đi lấy củi thôi à? Vâng. Cái này thì đã cái này chặt từ lâu rồi à? Cái này hay là nó tự khô ấy? Tự khô thôi ạ. Ồ. Cái rừng vừa rồi mà mình đi lấy củi là rừng của nhà em à? Chắc là rừng hơn chứ. Vâng ạ. Nhưng công việc này thì Dũng Lực cũng đã ghi hình lên khá là nhiều lần rồi đấy cô bác ạ. Các em đi lấy củi này, đi lấy cỏ này, và những công việc mà hàng ngày cuộc sống của các em thì tất cả mọi cái cháu Lực đều ghi hình lại, có những cái sự thay đổi gì của các em thì cô bác anh chị cũng đã biết nắm gió về sau một quãng thời gian mà khi mà được Mạnh Thường Quân giúp đỡ các em rất là nhiều. Để lưng khác bổ à? Vâng. Anh vào trong nhà của mấy anh em thì tất cả mọi cái thì đều rất là gọn gàng các bác ạ. Trông có vẻ thì hơi tối tối một chút ở trong nhà ấy.
phải bật bóng điện tất cả mày sáng sáng lên thì mới sáng được. Bóng cái này còn dùng được không hả Sử? Được ạ. Cái này còn dùng được đúng không? Vâng. Bà Vương Kim Thanh mua cho ấy. Vâng. Bàn mà hôm nay mày có học thường xuyên không? Có. Thế hôm nay là thứ bảy nghỉ học thì tối ở nhà có học không? Có ạ. Nhà thì nên cắt tóc với nhỉ? Vâng. Nào lại đưa Hải đi cắt tóc nhỉ? Vâng. Không để cho anh cắt nữa đâu nhỉ? Sợ rồi. Tập phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và xin cảm ơn cô bác anh chị đã theo dõi hết video. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Chào Sự, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị.